Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Giang Audio. Thì hôm nay thì em cũng dành thời gian để setup lại con vang Polo 9000. Đây là dòng vang mà hiện tại em đang bán hiện nay các bác nhé. Đấy. Thì với giá tiền em đang xả cái con vang Polo 9000 này với giá tiền là 2.200.000 bao ship. Con vang này thì nó sẽ có hai đường mic riêng biệt này và đặc biệt tích hợp cổng quang. Đấy, thì dòng vang này là dòng vang chỉnh chuyên sâu các bác nhé, chỉnh chuyên sâu về nghe nhạc và hát karaoke. Thì một số các bác và anh em cứ dùng vang cơ hay là dùng đẩy liền vang cơ, các bác và anh em cứ nói là chỉnh hay như vang số, thì không thể nào mà các bác và anh em dùng vang cơ mà có thể là chỉnh hay như vang số được. Vì vang số các bác nhé, cái về phần chuyên sâu của nó thì nó quá nhiều các thứ để các bác và anh em tinh chỉnh cho tiếng mic hay là tiếng nhạc các bác ạ. Đấy, ví dụ như phần music này, đây là phần music nhá. Đấy, phần music này, đấy em đang cài đặt cho phần music. Đấy, đây là giải cần equalizer thì nó sẽ có H tức là cắt giải trầm cho nhạc và L tức là cắt giải cao cho nhạc các bác nhá. Và phần này thì nó sẽ có cái phần chỉnh nâng cao cho nhạc các bác này. Đấy, cái phần này nếu mà các bác và anh em đi phần chuyên sâu để chỉnh bass, chép, đánh bao nhiêu. Đấy. Và cái phần chuyên sâu này các bác này. Đấy. Nếu mà các bác và anh em muốn chỉnh chuyên sâu thì tích vào đây. Đấy, tích. Nếu mà không chỉnh chuyên sâu thì không cần tích V các bác nhá. Muốn chỉnh chuyên sâu thì tích thêm cái V vào đây. Đấy, thì những cái phần này để chỉnh chuyên sâu về tiếng nhạc. Đấy. Thì trên đây thì em đang dùng một chiếc vang Polo 9000. Đấy, với một con nâng tiếng Behringer SU9920 và một thiết bị quản lý nguồn và hai con đẩy LA400 và một quả súp hơi 40 và hai cặp loa full 325, một cặp là DMX và một cặp là STEM. Đấy, My STEM. Đấy, với không gian phòng khách khoảng rộng như thế này. Rất rộng như này các bác nhá. Thì hai cặp loa này nó cho một cái chất âm phải nói là rất tuyệt vời luôn. Chiếc loa full 25 nên là nó cho một chất âm rất đều các bác nhé, rất đều. Thì con vang này về phần chỉnh revert và phần chỉnh echo em đã chỉnh rất chi tiết các bác nhé. Bây giờ em sẽ test đến cái phần mic, các bác và em để ý cái tiếng mic của dòng vang này phải nói là rất tuyệt vời với chất âm của nó. Cái tiếng xịt xì của nó
phải nói là quá tốt các bác nhé. Đây em đang dùng mic Beyer các bác này. Hey 1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 lên. Đấy, với tầm tiền 2.200.000 một con vang này các bác và anh em chơi thì quá ok. Các bác và anh em mua con vang này thì em sẽ gửi phần mềm cho bác và anh em để các bác và anh em tinh chỉnh các bác nhé. Hey 1 2 4 5 6. Đấy, nhiều các bác và anh em cứ bảo là vang cơ chỉnh hay được như vang số thì không thể nào chỉnh được hay như vang số bác nhé. Các bác và anh em để ý trên phần mềm của nó này các bác này. Đấy, rất nhiều chương trình để cho các bác và anh em cài đặt cho phần eco gì vợt này. Mark in này. Cổng surround này. Cổng center này, cổng sub này. Đấy thì bác nào mà có nhu cầu gì về dòng vang Pro 9000, hai đường mic riêng biệt có cổng quang, và đặc biệt các bác nào mà đang dùng cái con vang này cần phần mềm này, hay là các bác và anh em có thể là muốn xem đường link hướng dẫn chỉnh phần mềm con vang Pro 9000 này, thì các bác và anh em liên hệ với bên em theo số điện thoại là 0979987696 các bác nhé. Rồi cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Chào tạm biệt các bác.